Tại tỉnh Hà Nam, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam phối hợp với Liên minh phòng chống các bệnh không lây nhiễm Việt Nam đã tổ chức hội thảo rượu bia, nghèo khổ và quỹ nâng cao sức khỏe. Các ý kiến tham luận cũng như các thông tin báo cáo khoa học tại hội thảo đã tập trung làm rõ sự tác động của rượu bia và nghèo khổ, đồng thời cũng phân tích nhu cầu tài chính phục vụ cho các hoạt động phòng chống tác hại rượu bia để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Theo các đại biểu, những năm trở lại đây, rượu bia đã tác động xấu đến sức khỏe cộng đồng, gia tăng gánh nặng các bệnh không lây nhiễm, nguy cơ tai nạn giao thông cao, nạn bạo lực gia đình phổ biến và nhiều hệ lụy khác. Do vậy, việc phòng chống tác hại của rượu bia là một yêu cầu cấp thiết và cần kiểm soát chặt chẽ. Trong đó, có việc cần thiết ban hành luật phòng chống tác hại của rượu bia.